xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài 33, trang 42, phần luyện tập và trong quyển vở bài tập toán lớp 3 nhé. Ta sẽ cùng đi vào bài số 1, viết theo mẫu này. 5 gấp 4 lần. Như vậy khi gấp lên bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ lấy số đó, chúng ta sẽ nhân với cái số lần mà nó gấp lên. Ở đây chúng ta sẽ lấy là 5 nhân với 4, kết quả chúng ta bằng 20. Hoàn toàn tương tự, 6 gấp 8 lần. Như vậy 6 gấp 8 lần thì em sẽ nhân với 8 lên, đúng không ạ? Lấy số 6 này các em nhân 8 lên. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 48. Đây chúng ta sẽ nhân 8 lên. Đấy, và 6 x 8 kết quả bằng 48 này. Tương tự 4 gấp 7 lần. Như vậy khi gấp lên 7 lần thì em sẽ lấy 4 x 7 cho cô. 4 x 7 kết quả chúng ta sẽ bằng 28. Phía dưới này người ta đã lấy 3 nhân với 9 rồi. Vậy 3 nhân 9 tức là 3 gấp 9 lần, gấp lên 9 lần. Vậy các em sẽ điền chữ gấp 9 lần vào phía bên trên này. Đấy, để nhân với 9 tức là nó gấp 9 lần. Như vậy chúng ta sẽ tính kết quả ô này, các em lấy 3 nhân 9, kết quả chúng ta sẽ bằng 27. Tiếp theo người ta lấy 7 nhân 5 ở đây. 7 x 5 tức là 7 gấp 5 lần. Vậy ở đây kem gấp 5 lần. Khi nhân với 5 tức là nó đã gấp lên 5 lần. Và chúng ta điền kết quả vào cái ô vuông bên này, tức là 7 x 5 bằng 35. Cuối cùng số 2 này đã nhân lên 10 rồi. 2 x 10 tức là 2 gấp 10 lần. Gấp con 2 lên 10 lần đúng không ạ? Gấp 10 lần. Và kết quả chúng ta sẽ bằng 2 x 10 bằng 20. Các em ghi 20 vào. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Đối với cái bài tập số 1 này thì các em cần chú ý, đó là khi mà gấp lên bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ lấy số đó, các em nhân với cái số lần nó gấp lên. Sang bài tập số 2. Bài tập số 2 ở đây chúng ta sẽ nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Vậy để nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số thì các em sẽ lấy cái số có 1 chữ số này này. Các em sẽ nhân với hàng, chúng ta sẽ nhân với hàng đơn vị trước, sau đó thì chúng ta mới nhân hàng chục sau. Như vậy, đầu tiên các em sẽ nhân với hàng đơn vị thì các em lấy 5 này, các em nhân 4. 5 nhân với 4 bằng 20. 20 thì các em viết 0 này. Các em nhớ 2 lên phía trước này. Tiếp theo các em lấy số có 1 chữ số, các em nhân đến chữ số hàng chục. 5 nhân 1 thì bằng 5. 5 nhớ thêm 2 nữa, tức là cộng thêm 2 nữa bằng 7. Kết quả chúng ta sẽ bằng 70. Hoàn toàn tương tự, 19 nhân 7. Các em lấy số 7 này, các em nhân với chữ số hàng đơn vị trước, tức là nhân 9. 7 nhân với 9 bằng 63, kem viết 3. Đấy, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với đơn vị này. Kem nhớ 6 sang đây. Nhớ 6 nhá. Viết 3 nhớ 6 sang phía trước. 7 nhân 1 bằng 7, nhớ 6 nữa, tức là cộng thêm 6 nữa. 7 nhớ 6 nữa bằng 13. Vậy kết quả ta bằng 133. Tiếp theo, 25 nhân với 6. 25 nhân với 6 thì các em sẽ lấy số 6 này, các em nhân với hàng đơn vị, chữ số hàng đơn vị trước là nhân với 5. 6 x 5 thì bằng 30. 30 thì các em sẽ viết 0 nhớ 3 cho cô. Viết 0 nhớ 3. Đấy, 6 x với 2 này. 6 x với 2 thì bằng 12. 12 nhớ thêm 3 nữa, kết quả chúng ta sẽ bằng 15. Vậy, kết quả của 25 x 6 sẽ bằng 150.
Tiếp theo, 33 nhân với 7. Kem lấy số 7 này, kem nhân với chữ số 3 ở hàng đơn vị. 7 nhân với 3 bằng 21, kem viết 1 nhớ 2. Tiếp tục, 7 nhân 3 bằng 21, 21 nhớ thêm 2 nữa bằng 23. Kết quả chúng ta sẽ bằng 231. Cuối cùng, 58 nhân 4. Khi nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, kem lấy số có 1 chữ số, kem nhân với hàng đơn vị trước. Chữ số hàng đơn vị trước. 4 nhân với 8. 4 nhân 8 bằng 32, kem viết 2, kem nhớ 3 sang đây. Sau đó chúng ta lấy chữ số có 1 chữ số nhân với lấy số có 1 chữ số nhân với chữ số hàng chục. Lấy 4 nhân 5. 4 nhân 5 bằng 20, 20 về nhớ 3 nữa bằng 23. Nhớ là chúng ta cộng thêm vào. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 232. Như thế là chúng ta đã rất là nhanh vừa hoàn thành xong được hai bài tập, là bài tập số 1 và bài tập số 2 rồi đấy các em. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô nhé, để các em xem kỹ hơn. Sang bài tập số 3 này. Trong vườn có 16 cây cam, số cây quýt thì gấp 4 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt? Như vậy muốn tìm cây quýt nó gấp 4 lần số cây cam đúng không ạ? Gấp 4 lần thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân. Chúng ta sẽ lấy cái số cây cam này, kem nhân 4 lên thì sẽ ra số cây quýt, phải không nào? Như vậy thì số cây quýt có trong vườn sẽ là 16 cây quýt, thì em lấy số cây cam là 16 gấp 4, tức là chúng ta nhân 4 lên. Em có thể đặt cái phép tính ra. 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 nhân với 1 bằng 4, nhớ 2 nữa bằng 6. Kết quả chúng ta sẽ bằng 64. Thì em sẽ ghi kết quả bằng 64 cây vào. Đáp số 64 cây. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong được thêm bài tập số 3. Để ủng hộ cho cô thì sau khi xem video bài giảng, các quý phụ huynh hãy dành ra chút thời gian chúng ta like video bài giảng, chia sẻ video lên mạng xã hội, và đặc biệt là hãy nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ nhé, ngay phía dưới góc phải màn hình đấy, để chúng ta tiếp tục cập nhật các cái video mới khi cô up bài lên kênh. Và việc nhấn đăng ký là hoàn toàn miễn phí nhé. Sang bài 4, đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB. Như vậy, để làm, các em sẽ dùng một cái thước. Cái thước thẳng này, trên thước thẳng này có các cái vạch chia độ dài. Các em sẽ đặt thước dọc theo cái độ dài AB, sao cho cái vạch số 0 này nó trùng với điểm A. Đấy, dọc theo, đặt thước dọc theo vạch AB, sao cho số 0 trùng với điểm A. Và chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy điểm B nó đang trùng với vị trí số 6. Như vậy AB ở đây sẽ bằng 12 cm, bằng 6 cm. Độ dài AB ở đây sẽ bằng 6 cm. Đấy, như vậy đo độ dài đoạn thẳng AB đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có AB bằng 6 cm. Đây sẽ là 6 cm. Sang câu B, yêu cầu các em kéo dài đoạn thẳng AB. Kéo dài đoạn thẳng AB để được một cái đoạn thẳng AC có độ dài gấp đôi độ dài đoạn thẳng AB. Như vậy cái này thì chúng ta cần phải tính cái độ dài đoạn AC trước. Như vậy chúng ta có đoạn AC. Độ dài đoạn AC gấp đôi độ dài đoạn thẳng AB. Gấp đôi tức là gấp 2 lần đấy, người ta gọi là gấp đôi. Như vậy gấp đôi thì em sẽ lấy độ dài AB, các em nhân 2 lên.
Như vậy độ dài AC, độ dài của AC sẽ bằng kem lấy AB là bằng 6, kem nhân 2 lên, như vậy nó sẽ bằng 12 cm, được chưa? Như vậy độ dài AC bằng 12 cm thì làm sao? Kem sẽ vẫn dùng cái thước này, kem đặt một dọc theo cái chiều dài của AB, đấy nó trùng mép của thước này, mép của thước trùng với AB, vạch số 0 thì trùng với điểm A. Sau đó kem kéo đến cái vị trí 12 cm, kem kéo tiếp đến vị trí đây, đây như này rồi đúng không ạ? Kem tiếp tục kéo cho đến vị trí 12 cm thì em dừng lại. Đang dừng lại ở đây thì đây chính là vị trí điểm C. Như vậy là chúng ta đã vừa vẽ cái đoạn thẳng AC. Đoạn thẳng AC này thì nó dài gấp 2 lần đoạn thẳng AB. Đấy, nó bằng 12 cm. Sang câu C. Chấm một điểm O trên đoạn thẳng AC. Bây giờ trên cái đoạn thẳng AC này, kem sẽ cần vẽ một điểm O, xác định một điểm O sao cho độ dài AO bằng 1/4 đoạn cái độ dài của đoạn thẳng AC. Như vậy AO này, AO thì nó sẽ bằng cả cái đoạn AC này chia thành mấy phần? Chia thành 4 phần và lấy 1 phần. Đúng không ạ? Chia thành 4 phần ra lấy 1 phần. Như vậy thì độ dài của cái đoạn AO, AO này bằng 1/4 AC, như vậy độ dài AO độ dài AO thì em sẽ lấy độ dài AC chia cho 4 ra. Tức là AC chia 4 mà AC chúng ta đã tính được ở câu B là 12 này. Như vậy thì em sẽ lấy 12 kem chia 4. 12 chia 4 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 3. 3 cm. Như vậy AO bằng 3 cm. Sau khi tìm được AO bằng 3 cm thì chúng ta lại dùng thước. Kem sẽ đặt thước dọc theo cái độ dài của AC. Vạch số 0 thì trùng với điểm A. Đúng không ạ? Và chúng ta chia ra thành 3 cm. Đây. Đây. Như vậy đây sẽ là AO. Đây chính là điểm O. Đấy, đoạn từ đây đến đây bằng 3 này. Kem đặt thước. Cô nói lại, đặt thước dọc theo cái chiều dài của cái đoạn thẳng này sao cho cái vạch số 0 thì nó trùng với điểm A. Vạch số 0 trùng với điểm A, sau đó các em xác định cái vị trí tại đâu là 3 cm, các em chấm một cái thì em sẽ viết ở đấy chính là điểm O, vì AO bằng 3. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được các cái bài tập ở trong quyển xét bài tập toán lớp 3 bài 33 trang 42 luyện tập. Các em có thể theo dõi thêm các video ở trong sách giáo khoa này nhé. Ở trên kênh, ngoài video ở trong sách giáo khoa ra, trong sách bài tập ra, chúng ta còn có các video ở trong sách giáo khoa của chương trình toán lớp 3 đấy. Các em hãy vào xem để ủng hộ cho cô nhé. Đồng thời thì nó cũng sẽ hữu ích cho các em, giúp các em dễ hiểu bài hơn đấy. Một lần nữa cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài học của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.